này bột thì do nó mất mùi chứng kiến á, cái dính lại mà ít thôi, mất mùi chứng kiến, khó tìm lên nè, nó thơm thơm thơm. Má cá chê ở chỗ này nó còn sạch hơn cá chê bên ở trong cái cảng á, má không được. Còn nó đông vui. Câu bên cảng biết chạy bên hết. Hai câu bị mới đâu đâu đâu. Có một cái rùa nữa nữa bạn. Kìa kìa, bố kêu kìa. Có bí. Bí nhiều. Này mua lửa nhỏ nhỏ, mua bí không? Rồi luôn, rồi luôn, rồi. Mẹ đi mất ổ. Rồi, xả đi, như vậy dẹt ra. Cỡ đi bọt, cứ dưới cành giá. Múp rập. Múp. Má làm cỡ một chục con vậy khỏe à không? Mang chiếc kiến nè. Nói như vậy sao không điền câu được hả Phương? Chân kiến như này cầu chân kiến thì dễ. Có cá rô là chân kiến là ok rồi. Cá rô vậy? Rô. Rô à, to. To. To, quá như vậy. Làm chục con là đủ dễ rồi đó. 5 con rồi. Chứng kiến thằng dưới tim nó lên hay nó chứng kiến nằm giữ ổ tim nó lên cá lên. Tìm lên quá trời luôn. Mấy taxi công nghệ nè. Hả?